Rồi, bữa nay mình quay ở ngoài sân cho anh chị thấy đây. Bây giờ là chuẩn bị qua tháng 5. Úi trời 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 ơi, thấy bông tulip. Tiếng nói thiệt luôn á, không biết anh chị có tin không, từ hổm rày là mình không có ra cái sân của mình luôn á. Mình chỉ ra đúng cái mùa mát thôi. Thì mình mỗi lần mình ra là mình giật mình không à. Trước mặt mình là nguyên một cái cây này, không biết ông trồng từ đời nào, mình không biết luôn. Mà nó quá đẹp đi. Đó, cứ mỗi lần ra là giống như là ở đâu tới vậy đó. Không phải nhà của mình thì sao á. Đó, bông tulip nè. Đó, cái cây quá đẹp ha. Thì đó, mình nhìn ra xa là mình thấy cái rau húng lũ này nó đã mọc lên. Một hồi nữa mình sẽ kêu Mr. Bưởi hái vô cho mình để mình làm cái món. Ôi trời, bên đây thêm cây nữa. Té ngựa. Ông trồng hồi nào trời. Wow. Đó, vườn rau của bé nè. Trước khi đi Việt Nam bé phải chăm sóc. Anh, em đi ra em giật mình hai cái cây này luôn á. Cái cây này nè, trồng hồi nào vậy? Cái đó hột quá vậy. Cái hột quá hả? Mình hồi nào mà nó lên bự vậy? Trời ơi, bông đào quá hả? Cái đào quá, cái peach á. Cái peach luôn á hả? Nhưng mà chắc không có trái đâu. Không có trái, nó thiếu một cây nữa. Dạ, yeah, nhưng mà em tưởng bông đào quá chứ. Cái bông đẹp quá trời luôn á. Dạ, nó thiếu cái cây màu trắng. Ừ. Nó có hai loại khác nhau. Rồi, tulip cũng nở rồi. Rồi, thấy trên tay ông cầm cái thùng không anh chị? Đó, bữa nay mình cho anh chị coi nè. Trời ơi, Pinky. Lâu quá không được ra sân nha con ha. Con nghiệp không? Hai Pinky. Ra sân thấy em trắng trẻo được một chút. Pinky, vô. Rồi, vô nha. Pinky, vô. Đi vô. Pinky. Pinky. Nó thấy em rồi. Pinky, vô. Đúng rồi, vô. Giỏi ba. Chưa? Pinky vô. Giỏi quá. Pinky, ấy, ấy, ấy. Giỏi. Pinky giỏi quá, Pinky giỏi quá, Pinky ơi, cười cái coi. Rồi, rồi, bàn giao điện thoại cho anh đây. Rồi, bữa nay trời ở ngoài rất là mát mẻ, phải không? Vợ mình muốn mình ăn chả cà ly để em giáo huấn mình trước khi mình đi Việt Nam. Không hề. Ok. Em cái này là mình. Thấy tóc tiết đựng giật mình nha. Mới đi cắt tóc. Nhìn cái mặt ai cũng nói giống như là Viana vậy đó. Dạ ha. Có ha. Khách đi cắt tóc xong á, khách nhìn không ra tiếng luôn á. Mà mình chỉ có cắt cái máy nè, cắt laser với nhuộm thôi. Mà một trời một vực vậy. Đó vậy. Không biết anh chị có nhìn có hợp không nha, chứ lúc đầu tiết nhìn không có quen chứ nào hết trơn. Con Thiên Kỳ nó nhìn nó còn không ra nó mà nó còn sủa nó mà nó thấy lạ nó sủa nó mà. Ông Đạt về á, tiếng đi chờ đi cắt tóc về bé nhìn bé chinh thẩn luôn. Rồi thôi để trở lại vấn đề. Mình mua cái thùng này là chủ yếu mình muốn cho mẹ thưởng thức, tại vì mẹ chuẩn bị đi Việt Nam nên tiếc thật sự mà nói là tiếc không có muốn trước khi đi Việt Nam mẹ hay nấu đồ ăn nhiều lắm, để giờ nấu giống như để cho con cái rồi Trúc Linh với Vi nè. Nhưng mà tiếng nói thôi để tiếng âm thầm tiếng mua cái thùng này để mà khỏi cần phải nấu, tại nó quá tiện lợi. Trúc Linh cũng thích ăn lắm, Vi nè cũng thích ăn nữa. Đó, mình như anh chị coi kênh tiếng cũng đã biết gọi là chả kali. Thì trong cái lúc mình mua cái đợt này á thì họ có cái chương trình khuyến mãi mà hầu như cái tiệm này á họ hay thay đổi lắm, nên mình thấy nó cũng là một cách hay. Giống như đợt này á mình mua một cái combo phải không, thì họ sẽ tặng cho mình là một bịch chả cá. Đó, thì để mình khui ra coi cho anh chị coi cái combo gồm cái gì nha. Trong đây nè, nó cái thùng này thôi á anh. Ship mà có cái thùng này cũng hay ha. Đúng rồi, thì mình sẽ ship nhiều thì mới mới invest vô cái thùng đó vậy. Chứ còn mình invest vô cái đó là nội cái chỗ chứa và mấy cái đầu là không còn gì để để kiếm sống. Trong đây là nó giữ lạnh rất là lâu. Chứ cái thùng còn gì trống không? Đây, lần sau mình phải đề nghị ảnh cho mình thêm cục kẹo. Trời đất ơi, nước đá nó còn cứng luôn. Oh wow. Nha. Oh wow, còn cứng ngắc nè. Còn cứng ngắc cùng nước đá luôn. Đó, nội, anh chị nghĩ đi, nội cái tiền ship tại nhà tiết có buôn bán mà mình ship đồ qua mình cũng biết. Nội cái tiền ship là một nè, ship overnight.
nổi cái phần thùng mình mua, nổi cái cục nước đá mình mua, nói chung là mình phải đầu tư vô đó. Mà đặc biệt là cái chỗ này á, gia đình mình ăn rất là vừa miệng. Đây cho mình anh chị coi một cái combo của nó nha, gồm có ba cái nem nướng nè, chảo tôm nè, hai chảo tôm đây, đặng một chả cá đây đó. Đó gồm có ba nem nướng, ba chả mực và hai chảo tôm. Đó, một cái combo họ là như vậy. Và họ sẽ tặng cho mình một bịch chả cá. Chắc là tặng mình hay là ai mua cũng tặng ai hết. Mua cũng tặng hết chứ. Ai mua cũng tặng hết. Nên anh chị nào mà muốn ăn liền á, để mà được cái tặng cái bịch chả cá ăn thử, anh chị phải order liền. Tại vì khi họ làm á, họ không có số lượng thôi à. Giống như nhiều khi mình mua trễ quá thì họ sẽ tặng mình cái món khác. Chứ không phải là chả cá không. Nên á, tại vì lúc mà Tiết order á, người ta có nói với Tiết là vậy. Đó, nên anh chị nào mà thấy mà thích cái món này cứ order liền. Chúc Linh rất là thích, má chồng Tiết cũng thích, mẹ Tiết cũng thích, Vienna cũng thích. Cái này mình ăn với bún nè, mình ăn với cơm, mình cuốn nè. Gặp nhà mình là thánh gỏi cuốn nè. Mà hả, cái này nè, hồi trước Tiết có hấp lên. Nhưng mà sau này á, lúc mà má anh chị mà biết Tiết hay order á, thấy mình thấy cũng có coi kênh mình, thấy mình có quay mà. Anh chị có gọi Tiết nói là không có cần hấp lên, chỉ để như vậy nè, và mình bỏ vô cái lò air fry mình chiên giờ chiên bằng cái lò air fry thôi, là nó sẽ nóng mà nó phồng lên, nó rất là ngon. Không có cần hấp nữa, tại họ đã làm chín hết trơn rồi. Đó, hấp dẫn không? Hấp dẫn. Coi như là mùa hè mình mua cái này về là rau củ ở nhà củ đầy đủ hết rồi, coi như là dạ, khách khứa tới là cứ đem ra thôi à. Đặc biệt là tới cái dịp lễ lễ mẹ tới nơi nữa đó, mấy cái dịp lễ này lễ mẹ chắc tôi ăn bữa nay đi vậy, tại ngày mơi mẹ lên máy bay vậy. Bởi vậy thì lý do đó là Tiết mới gọi người ta, Tiết đặt cái order đó, Tiết mới nói Tiết chung có ý định rồi. Thứ nhất là mẹ đi Việt Nam là mình sẽ không có một cái lễ mẹ năm nay ở Mỹ, là mẹ đang ở Việt Nam. Thứ hai nữa là mình không muốn mẹ nấu đồ ăn nhiều quá trước khi mẹ đi. Đó, tại vì ngày mai là mẹ đi lên máy bay rồi. Tối nay nè, bây giờ tối mai. Tối mai mẹ lên máy bay. Tối mai vậy. Thì bây giờ trước khi đi làm Tiết sẽ giống như mình trình bày rau củ này kia sẵn hết. Một hồi về á là bắt đầu mẹ mình xuống lại mình ăn uống một cái, xong rồi là tối mai em mới lên đường. Xong cái tuần sau ú la la mình Tiết đi nè nhà. Thì đó thì mình hiếm á nha, hiếm lắm á nha, hiếm lắm luôn. Tiện lợi, khỏi cần phải nấu nướng nhiều, bỏ lò air fry chiên lên, xịt nước tương ăn cơm, lần mẹ con ăn. Anh thấy cái này good idea, lần sau mà em có đi Việt Nam á, nhớ mua cho anh thùng nhờ. Thùng này. Tới ở nhà anh cũng ăn khỏi cần phải nấu đúng không? Đúng rồi. Không mà Tiết nói thiệt á, mấy lần trước mình cũng có quay lên á, anh chị cũng có khen cũng nhiều, nhưng mà cũng nói chung là mình ăn mà thấy rất là vừa miệng. Nó có vị ngọt, vị mặn, nó vừa ăn mà mình thấy rất là chậm. Xong trời nhiều quá ha. Không bây giờ em sẽ lấy không nè, thay vì cho má nè, cái chả mực má không ăn được tại nó có độ dai á, cái răng má ăn sẽ không được, nhưng mà nem nướng với chảo tôm má rất là thích đó, cho má. Rồi này là ở nhà mình sẽ xử ha. Anh cần phải đi qua má để coi mấy cái giấy tờ gì của má nữa. Thì sẵn em bún qua cho má chứ, đem ra qua cho má luôn sao không kích nha, với cái bịch gì nữa, bịch bột nem gì em bữa nữa đó. Đúng rồi đó, sao không kích. Yeah. Ok, giờ mình đi ha. Ok. Lên đường. Ăn chứ. Ăn chứ quên. Không, giờ trời em sẽ nấu. Chưa, cái này chiều về ăn với mẹ. Vậy hả? Giờ em sẽ làm cho anh món khác. Nice. Cái này chỉ khui để cho mình ngó bây giờ thôi, chút chiều mình mới được ăn. Okay. Đây, mình quay gần cận cảnh lại coi cái bịch này trong đây như thế nào nè. Tiết nói là phải có mắt trứng đàng hoàng. Cái này thì quý vị đã quen rồi. Đấy. Đây. Đó, ngon chưa? Ngon. Mình nói là mình có mắt trứng đàng hoàng. Tức là mình order trên cái số điện thoại đang có trên tay mình đây đúng không? Hay là lên trên website Chả Cali. Đấy, website Chả Cali và số điện thoại mình đang quay gần đây quý vị nha. Ok. Đây cho anh chị coi. Trước khi đi Việt Nam, đây mẹ đã ướp sẵn một thau bò. Để làm cà ri bò. Cà ri bò tối nay. Đó.
Mà bây giờ Tiết cho mình làm món này cho mẹ, ngưng làm cái món này đi. Để nhà Tiết nấu, một hai bữa sau Tiết sẽ nấu. Mình sẽ đó. Đây, một nồi miếng gà của mình còn một nồi chà bá luôn đây nè, chưa ăn hết nữa nè. Là một nồi cà ri bò mẹ đã ướp sẵn. Anh chị thấy không? Bây giờ mình đã thùng nem đã tới, mình xới cho ăn nem trước. Đó. Sao không có bây giờ ăn cái gì vậy? Em sẽ nấu bún cho anh. Nice. Thank you, yeah. Nấu ăn miếng gà. Nice. Rồi quý vị, bây giờ là buổi tối, sáng là mình khui cái thùng này ra. Bây giờ là buổi tối, mọi người về là mình có một cái món món ăn, nhưng mà bây giờ rất là khuya rồi, ai cũng vừa ăn vừa chạy hết trơn á, mà khuya lắm rồi chứ không phải là đơn giản là khuya không đâu, mới đi làm về thôi. Cho mượn cái điện thoại nha. Okay. Đấy. Mới đi làm về mà ăn cái món này có bằng là nhanh gọn lẹ luôn. Mình chia làm hai cách để cho nó nhanh anh chị. Nướng lò air fry và mình chiên sơ qua bên cái nồi bên kia nữa. Nên mình có tới hai cách làm. Anh chị muốn ăn béo nhiều thì mình có thể mình bỏ vô dầu chiên thì nó giòn, đó nó béo. Còn mình không thích ăn dầu nhiều thì mình nướng air fry. Nhà Tiết chia làm hai luôn để cho nó nhanh. Cho nhanh thôi, chứ không cái giờ này không có thời gian để không có thời gian này vừa ăn vừa chạy. Tại vì ngày mai có người được lên máy bay. Yay. Đó. Rồi. Ai ngày mai ai đi Việt Nam vậy? Ừ, ngày mai ai? Cô nhớ ai đi Việt Nam ngày mai không? Bà ngoại. Bà ngoại thôi, rồi chúng Linh đi tuần sau. Bây giờ đói quá là Tiếp phải uống một ly trà sữa nè, Thanh làm nè. Cái này là không phải là mình đó. Trong lúc đợi rau với lại nướng cái này xong xuôi hết là bắt đầu mình sẽ bày ra là mình ăn, mình cuốn đó, rồi mình sẽ để vô tủ lạnh để ngày mai mình ăn tiếp. Tại vì ngày mai mẹ đi rồi mình sẽ không có nấu nướng gì hết, ăn rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Thanh còn bày nữa là lấy một chùi ra một mớ để dành kho ăn cơm nữa. Ăn nguyên tuần luôn. Nhưng mà cái nó bày trên xe nãy anh kết là cái món này làm chút làm để bữa bữa đỡ lên làm máy bay cho Trúc Linh ăn. Hồi sáng Tiếp đã đem qua cho má là bà nội Trúc Linh một bịch nem và một bịch chả, một bịch chảo tôm rồi. Tại má rất là thích cái này. Thì hiện tại là mình đang còn như đây. Thì mình sẽ chừa lại một mớ để mà tuần sau mình sẽ hấp lên và chiên sơ đem lên máy bay để cho Trúc Linh ăn. Nhanh gọn lẹ. Ngon. Đó. Nhanh gọn lẹ tiện với con. Ừ, chút bây giờ mình ăn để cho mình với bà ngoại ăn đi, mình mẹ với bà ngoại đói quá rồi, Trúc Linh no rồi. Đó, bây giờ mình đợi lúc sau nha. Trúc Linh ra con, ra con. Rồi. Sau một hồi đó, đây là chả cá nè anh chị. Thì đó, chi tiết có nói sơ qua, đợt này mình mua một cái combo này mình sẽ được tặng một bịch chả cá trong lúc thời gian mà người ta còn nha. Nên anh chị thấy video này là phải order liền để mình được thử cái chả cá coi nhớ nó ngon như thế nào. Tiếng nói chứ Tiết cũng chưa ăn luôn, một hồi mình sẽ thử. Còn đây là chả mực, cái này là mình rất là thích tại ăn có độ dai, ngon lắm. Chảo tôm, trời ơi, bún nem nướng chảo tôm nem đó, rồi bún hết rồi. Nhập tiệc rồi mẹ ơi, vô nhập tiệc mẹ ơi, trễ giờ quá rồi, quá trễ rồi đói rồi. Ăn bữa này chắc thường tô bún quá à. Giờ anh ăn bún hay anh ăn cuốn? Em ăn bún. Giờ cho anh tô bún nha. Yes. Rồi làm tô bún nè. Mẹ em đi rồi, xong rồi ngày mai mẹ được về Việt Nam mẹ ăn món còn ngon đặc sản nữa. Ê, dính vô. Cũng lỗi nha. Anh có cái món nào mà cho mẹ ăn không được không, để em biết nè. Không có cái món nào mà không ăn được hết. Chỉ là mình thích thôi mà không thôi, chứ cái món nào cũng ăn được hết. Trời ơi, vậy nó hấp dẫn quá vậy ta. Ngon chưa? Không? Đẹp, ngon chưa? Thì trong các món là cái món này là nhanh gọn lẹ mà hầu như là mình đãi tiệc hay là ai cũng khoái hết trơn. Chú Linh giỏi quá, con chào cô chú đi. Hello. Giỏi quá.
pretty. Chú Linh thích không? Chú Linh thích tục đó, để chú Linh hay ăn hoài đó nhớ không? Dạ, dạ bố 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 hỏi. Đồ, nó nhớ gì hay dễ sợ luôn. Ừ. Ăn nem bôi bối á đúng không? Dạ. Đúng rồi, giờ mẹ làm cho ba nè. Nhắm gì? Ba. Nè, chả cá ba. Nha. Ủa, có đang quay chưa? Đi. Có chứ. À. Đây là chả cá nè, anh ăn thử chả cá. Ba chả cá hả? Chả cá mẹ thử nè. Này chả mực nè. Đó, chả tôm nè. Biết gì không? Anh ăn hành phi không? Không biết hành phi không? Anh không thích hành phi. Giống hồng luôn. Đúng rồi. Mình thì mình ghiền món hành phi. Giờ này còn biết ăn chút chút. Hồi đó không biết ăn luôn. Đó. Giờ anh chọn lên cho anh. Anh lấy cái muỗng đó anh. Ngon. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nay con cuốn cho mẹ cho. Muỗng hay là đũa? Muỗng, muỗng có đũa nữa hả? Cũng nhỏ nhỏ thôi, nhỏ thì là nhỏ luôn. Tại vì mẹ đang bị trọng thương không có ăn được. Sao thì còn nhỏ đúng không? Ừ, ừ thôi cuốn thì lấy dao cắt nè. Rồi, rồi mời cái nghe. Muỗng là mẹ làm gì? Cho anh ăn muỗng nè. Cái kéo cắt ra. Thì nó là nhỏ thì là nhỏ rồi. Em đang nói mẹ. Trời ơi, đói quá sản. Vì đâu ăn? Vì đâu ăn cái thôi, không ăn bự bự luôn. Không đói quá anh có tiền của ai vậy nè? Muỗng mà muỗng vậy. Để em trộn lên á. Ok, em trộn đó. Ok, rồi nha, tự trộn đi. Thử quả chả cá đi. Em lấy dĩa này, chả cá. Chả cá đi. Ok, mời mẹ. Rồi, xin chào tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng là trên kênh Bầu Trời Bắc Kênh Em Family cùng ăn khuya với mình. Thôi này không ăn tối nữa mà ăn khuya. Chắc gì nổi. Dạ. Ngon ghê nha, ngon lắm á. Chả cá ngon hả mẹ? Ừ, ngon. Anh ăn thử với anh. Sao? Dạ ngon. Chả cá, chả cá ngon. Em ăn có bỏ vô chưa? Có, đó. Vừa ăn lắm luôn. Không? Mẹ ăn với bún có món rồi bác. Dạ. Mẹ lâu lắm rồi mình mới ăn lại. Ngon. Mà cũng không đều nữa. Nè nhỏ như lắm rồi đó. Cố lên. Không, cắt ra cũng được. Không ngay, không ngay được. Rồi, bỏ cuốn cắt ra. Ừ. Ngon thanh. Không, nói chứ mình phải ăn thử cục chả cá trước. Mình phải ăn ở ngoài để mình mới biết cái độ ngon. 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 Em mới vừa thả họng em cắn cái vô chụp nuốt luôn. Ngon không? Mời cả nhà. Dạ. 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 Thử rồi dạ. Ngon. Cái này mẹ chả giò, nhưng mà gọi cuốn. Ngon. Hả? Trời, chả cá dai ngon lắm nha. Anh chị nào mà thích ăn chả cá, order là chả cá chỗ này được. Ngon. Dạ. Cái này với cái này thôi, bớt cả nhà làm sao? Chả mực. Chả mực em bỏ lên hết rồi. Vậy hả? Em bỏ đầy đủ hết trơn á. Ok. Không có thiếu gì hết á. Không thiếu gì hết luôn. Ừ. Quá ngon. Quá ngon luôn phải không mẹ? Ừ. Này làm hộp. Số 3 tuần sau lên nó bay ngoài ăn. Cái order này ăn được 5-8 người đó nha. Trời ơi, người có chục người. Nè chị nhìn đi, một cái dĩa bự như vậy nha. Mà tiết còn ở đây là 3 bịch trước mặt. Cộng 2 bịch, tiết đã đem qua cho má rồi nữa. Là 149 đồng 99 á, là cho mình cho 150 đi. Anh thích chả cá hơn chả mực? Em thích hết luôn, ăn cả chục người á. Ăn cả chục người á, nhiều chứ nhiều lắm. Nhiều. Toppings. Đúng rồi, đúng rồi, ạc gì đó ạc. Con bóc tay con được không? Không, cửa tay. Tâm bút. Nè, đó. Không tính ra cái chỗ này làm đồ ăn ăn được không mẹ ha. Cái này phải có công thức. Trời của mẹ con. Bún nhiều quá Trúc Linh. Trúc Linh. Trúc Linh. Cái đó quá nhiều. Anh đi với đồng lấy đồ. Trúc Linh con không ăn được vậy đâu con. Nhiều quá. Trời ơi. Nhiều quá. Bớt ra. Con mới lấy ra mà. Cho mẹ lấy ra. Không. Đợi nó làm rồi. Con nhiều quá. Không có. Làm nó một xíu. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa mát không có. Chưa mát. Tính ra khách hàng nhìn nó nhiều quá cho nhiều luôn á mẹ. Mọi người thích chả mực lắm.
Như hả? Mà Thanh thì là... không ăn, không bao giờ ăn. Thanh thì thích chả mực. Thanh thích chả cá. Đạt thích chả cá. Em thích nhất tình. Chả nào không? Hát con chút lên lên nó thích cục đỏ đỏ. Ồ, con thích cái vi nà là cú. Ừ. Vi nà thích cú luôn. Chúc Linh là cô chú biết Linh thích cái gì hả? Bỏ một lần ba miếng nem. Cuốn cái cuốn đó thì dạy thòn. Rồi chấm tương không? Mày bỏ tương vô cái chén cho con chấm nha. Rồi ăn đi. Chấm cái bò đi đó. Cái này giống cái đồ bò đi xong rồi mình dán sợi tay. Ăn chút thôi, không có cắn bự quá sẽ mất cổ. Cái này giống ăn ăn lễ mẹ trước khi đi mẹ đi Việt Nam. Tại nay lễ mẹ là mẹ ở Việt Nam rồi. Tuần tới thôi. Tuần tới thôi, tuần hai tuần nữa hả? Thôi. Thôi nha con. Mặn nó nha chút lên thôi. Cuốn nữa đi Thanh. Thật sự là đói lắm á, nhưng mà tại khuya quá nên mình bị no ngang thôi. Chứ thật sự cái này mà ban ngày là quất bằng này. Tới bến luôn. Phải nôn nhưng mà lại phải mập. Phải mập. Cái này mà mặc dù anh chị nào mà thích ăn cái món nào không á, mình order một riêng đó cũng được. Còn mà thích combo á là mình mua được vàng. Mọi người đều được thưởng thức hết. Rất là ngon. Rất là ngon. Vừa ăn lắm luôn. Quá vừa ăn luôn. Màu sắc cũng đẹp quá. Mà không có chấm luôn á. Họ làm vừa ăn á. Những cái này là nó đã chín sẵn hết trơn rồi. Mình về mình chỉ làm nướng rồi air fry hoặc là mình chiên dầu cũng được đó, làm mình ăn thôi à, không có cần làm gì nhiều hết trơn. Có thể mua này thấy gọn nhất đi. Ủa nóng nóng gì nóng cực. Nóng nhiều quá. Giống lửa gỏi á. Cô ăn không đi. Ra ngoài rửa nha. Ra nói gì? Đừng bể nó nha. Đừng bể nó nha. Bể là xui. Gì? Bể là xui. Bể là xui. Thua. Thua. Thua hả? Thua. Thua luôn. Bể là thua luôn. New one. New one. Cái new one. New. Cái new đó. Sao? Nó không rửa. Con rửa. Then the waste time lại đi rửa một chút nữa. Chút lên rửa. Rồi xong, xong kia. Ok, chốt kêu. Nè anh chị thấy không? Một nhà mình là tổng cộng 4 người. Ăn quá chứ ăn luôn mà còn vậy nè. Ăn có 1 phần 4 luôn. Nhưng mà chả mực hết. Anh ăn miếng đi anh, con chả cá đi anh. Yes, con. Okay. This doesn't return, but just look at it. Thank you. Tặng anh miếng chả cá. I don't know. It has the same references. Bà biết. Đừng có lúc ra gì. Nó nào. Không có lúc ra. Lúc lên chi. Chảo tôm ngon lắm luôn nha. Mấy mình ăn không á. Mình phải ăn cần hết rồi. Không mới biết được. Ngon hả? Nó ngon. Tôi gom mai đi làm. Mẹ múc cho mẹ ăn hộp đó Thanh, mai mẹ đi làm. Thôi. Ừ, để con múc cho mẹ ăn hộp, mai mẹ đi sân bay mẹ làm nè. Sân bay. Thôi đừng múc. Chan nước mắm nhiều Thanh. Không, đem theo một bún tôm. Anh sẽ đem bịch cơm cháy lên máy bay. Còn ông này nè, tối ngày cái đồ cơm cháy đem đưa máy bay hoài à. Không, anh đem gì quên rồi. Bánh mì thịt nguội. Ở đây thì không ăn đâu, lên máy bay đợi bánh mì thịt nguội. Buổi sáng á, mình đi chợ, mình đi tiệm bánh mì, mình hay mua bánh mì mình ăn á. Mà bé này nè, không bao giờ ăn. Không ăn là không khô khan lắm em, anh cứ đem bánh mì. Bánh mì đâu. Mà đi Việt Nam á, đồ đem bánh mì thì lên máy bay ăn ngon. Thấy ngộ không? Ăn cho nó bốc mùi nước mắm nè. Này thì cơm cháy, tới bánh mì thịt nguội. Cơm cháy á, ăn ngon thì mình vừa khui một cái bịch một cái đi. Vậy là đem bịch sầu riêng. Ừ. Đúng không? Đem bịch sầu riêng cũng được vậy. Đúng không? Không.
để trang trí cho đẹp thôi, chứ nãy giờ ai cũng ăn bên dĩa bên đó. Bây giờ là bỏ tủ lạnh, rồi ngày mai mình ăn tiếp tục. Bỏ vô cái hộp. Chúng mình là cái nem mình là cắt nhuyễn nhuyễn ra, xịt miếng nước tương với cơm là ăn tới bến. Tiếp. Ừ, để dành lại cái đó đừng cho nó ăn nhiều quá. Trong nó bị ngán không? Ngán lên hết mấy bài nó không ăn nữa. Mình phải về chiều. Ủa, cắt vô hả? Xong rồi mẹ, qua xuống cho rồi. Xong rồi. Gia đình mình là thật thà lắm quý vị, coi như là ăn không hết cất vô mời ăn tiếp. Chứ không phải không mình là chứ không phải mình là mà mình còn quay cho quý vị xem là mình ăn không hết nữa. Còn không phải chơi cái chiêu mà coi như là quay 5 phút đầu thì nguyên cái mâm đẹp không, coi như là 5 phút sau cái dĩa hết trơn rồi. Nhưng mà thật sự giờ ăn đâu có hết. Không, giờ mình ăn không hết thiệt. Không được, mình phải đánh ra. Nhưng mà bị đồn ăn như hẳn đồn. Ừ. Tối ngày cái ăn không à. Sao là cuối tuần này mọi sữa quên đấu còn trà đó làm trà sữa. Ủa mấy cái trà đó là không được hết anh? Trà đó đâu có làm được. Hôm qua còn hủ trà thấy không? Hủ trà nào? Dạo này nhà mình hết tốn tiền trà sữa luôn rồi. Thanh làm ngon quá trời. Tính ra dạo qua Thanh làm bớt béo lại Thanh. Theo công thức nó chỉ không có béo vậy đó hả? Bên công thức nó chỉ vui vẻ. Ủa tôi nhớ ngoài đâu có béo dữ vậy. Ủa ngoài đó bán nó béo chị cho nên rượu vô. Ờ. Bởi vậy tôi uống béo mà mình uống. Mặc dù ta rất là thích béo. Béo thì chỉ có bỏ bớt rượu béo. Cứ lên tới đây phụ ba nè. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị. Chưa hả, chú Vinh làm. Ok. Cái ghê. Ok. Rồi, chú Vinh làm sao? No, mình put that thing up free. Rồi, làm sao? Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mến chúc quý anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ. Người yêu giỏi. Không quên sao? Sập gì đó. Quay hit the like button. Ok, rồi 1, 2, 3, vô. Subscribe đi. Đó đi. Oh, come on. Okay. Subscribe, hit the like button, turn on the location bell, and follow. Trời ơi, đây follow nữa. And share nữa. Share. Đúng rồi. Share. Đúng rồi. Cái gì share gì share gì? To many people like to share. Trời ơi. Trời ơi. Mà cha lại. Được rồi, cha diễm được. Cha nói bọn chứ. Nó bệnh à. Cha lại. Đây. Chúc anh giỏi quá. Trời ơi, ra nhiều quá rồi. Ngày mai ăn cặp nữa đi. Không. Thanh mặc đồng đi đám cưới rồi, hai cái đám cưới đang đợi. Thanh tôm thịt luộc gỏi cuốn Thanh.